Nhằm tạo ra các sân chơi sáng tạo mở đầu cho một mùa hè vui tươi bổ ích, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho các bạn thanh thiếu nhi. Sáng nay, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức lễ khai mạc hoạt động hè hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6. Trong không gian vui nhộn và tràn ngập sắc màu, các em nhỏ được hòa mình vào các tiết mục văn nghệ đặc sắc, những màn biểu diễn múa rối vui nhộn lạ mắt, hay các màn trình diễn võ thuật điêu nghệ và những tiết mục nhảy hiện đại sôi động. Cùng với đó, các em nhỏ còn được thỏa thích trong các hoạt động của ngày hội sách, triển lãm tranh và các gian hàng triển lãm các sản phẩm STEM đầy sáng tạo. Ngày hội đã giúp các em nhỏ cảm nhận đầy đủ về một mùa hè sôi động ý nghĩa sắp đến. Bước vào mùa hè thì con mong muốn mùa hè thật là lành mạnh, thật là an toàn. Con sẽ tham gia các hoạt động văn nghệ ở đây hoặc là tham gia các môn học ở đây, giúp mình luôn thoải mái đầu óc và được thư giãn. Dạ, con tập ở trung tâm hoạt động tranh thiếu nhi này cũng lâu rồi và con rất yêu thích bộ môn này, và con mong là trong mùa hè này con có thể nhiều thời gian hơn để thành thạo với bộ môn này. Mùa hè luôn là niềm khát khao háo hức của các em nhỏ sau một năm học đầy cố gắng. Từ đây các em được thỏa thích vui chơi, tham gia các bộ môn năng khiếu thể hiện được năng lực và sở thích của các em. Để phục vụ nhu cầu học tập của các em trong mùa hè này, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chiêu sinh 32 bộ môn năng khiếu nhằm mang đến một mùa hè vui tươi lành mạnh, bổ ích cho các em nhỏ. Với chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm nay, hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ em, các cấp bộ đoàn hội trong toàn tỉnh cũng chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các phương thức hoạt động hè cho thiếu nhi. Trong đó tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2024 thì Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi là mở 32 bộ môn năng khiếu phù hợp với nhu cầu thiết yếu của xã hội hiện nay, bao gồm các bộ môn của thể dục thể thao, âm nhạc, nhảy hiện đại, múa, các môn Anh văn, Tin học và hoạt động thể dục thể thao bóng đá, bóng chuyền, cầu lông. Năm nay thì trung tâm đầu tư thêm mở các môn học về lập trình robot để cho các em vừa thể hiện được cái sự đam mê của mình đối với bộ môn khoa học. Còn ngoài ra nó cũng là một cái sân chơi mới để cho các em sang năm có thể tham gia cái hội thi của cấp toàn quốc. Chào đón Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 năm nay và đặc biệt là trước một mùa hè sôi động, các cấp bộ đoàn đội trong toàn tỉnh chúng tôi cũng hướng đến những hoạt động phục vụ cho thiếu nhi và đặc biệt là thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chúng tôi tập trung các cái nguồn lực để mà đưa vào các cái hoạt động vui chơi, giải trí, lành mạnh, đặc biệt là nâng cao giáo dục kỹ năng sống, các cái trại hè, chương trình học kỳ trong quân đội, cũng như là các cái lớp tập huấn về kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước, tập huấn về kỹ năng an toàn giao thông để làm sao đảm bảo cho các em một mùa hè an toàn. Và thực sự là các em bên cạnh cái việc mà học kiến thức thì mùa hè là một cái dịp để cho các em vừa thể hiện năng khiếu của mình cũng như là có những cái sân chơi giúp cho các em có cơ hội được rèn luyện mình toàn diện hơn và giúp cho các em phát triển lành mạnh, phát triển nhiều hơn. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024, dịp này Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị tài trợ trao tặng 21 suất học bổng vì đàn em thân yêu, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và trao tặng những phần quà cho các em thiếu nhi đang sinh hoạt và học tập tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Trao các giải nhất, nhì, ba cho các em thiếu nhi đoạt giải hội thi vẽ tranh trên nón lá dành cho thiếu nhi thành phố Đà Lạt.